qua đánh chưa có đã, đang đòn chưa xin nhè, mới vài vết bầm thôi. 일단은 항만 쪽이라고 생각을 하고요. Nếu chúng ta không đặt những cái vấn đề mạo hiểm và quyết tâm làm thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái cơ hội để rút ngắn giữa cái khoảng cách của điện ảnh Việt Nam với quốc tế. Hi, my name is Morgan Schmidt and I was the cinematographer on the action film 578 Magnum. The Dinh Vu port was certainly the most challenging scene for the 578 movie. An absolutely massive area, gorgeous port, such a cool place to shoot, but very, very challenging. Trong năm 78, tôi có một đại cảnh cần phải đưa nhân vật chính vào trong cái khu cảng với hàng chục nghìn những cái thùng container ở trong đó. Tôi phải tạo ra một cái ma trận. Khi tôi trao đổi với ekip là DOP, quay phim, đạo diễn võ thuật thì ai cũng nghĩ rằng là tôi không có cái vấn đề gì đó. Trong một bến cảng mà có hơn 10.000 container, phải tìm cách để chọn một cái cảng lớn nhất ở Hải Phòng. Theo khi tôi trình bày tất cả những cái mong muốn làm thế nào để phim Việt Nam có một cái cảnh nó lớn như vậy thì ban lãnh đạo cảng rất ủng hộ, tạo cho chúng tôi một cái không gian quay gần 20.000 mét vuông và cho chúng tôi sử dụng 4 chiếc xe nâng chuyên dụng. Mỗi chiếc xe đó có trị giá hơn 1 triệu USD mà họ cho chúng tôi sử dụng một cách thoải mái, miễn là phục vụ việc quay tốt. Để quay được những đại cảnh rộng lớn thì chúng tôi phải sử dụng đến 7 chiếc xe đèn cao khoảng 25 mét, phải huy động từ cảng Hải Phòng, từ thành phố Hà Nội xuống thì mới đáp ứng được cái yêu cầu kỹ thuật và những cái yêu cầu về hình ảnh của cảnh quay. Chúng tôi dự kiến ban đầu là quay khoảng từ 11 cho đến 12 ngày, nhưng mà cuối cùng kéo ra gần 20 ngày bởi vì thời tiết và những cái điều kiện khó khăn để thực hiện những cảnh quay lớn. Cái việc quay là từ 6 giờ tối bắt đầu triển khai quay và cho đến khoảng tầm 4 giờ sáng hôm đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng mà ekip thì phải đến từ lúc 2 đến 3 giờ chiều để chuẩn bị. The rain scene. This is definitely one of my favorite scenes, and it's one of the most impressive scenes in the film, but also one of the most incredibly difficult to shoot. Everything becomes 10 times more difficult. The director wanted lots and lots. A tremendous amount of rain coming down, soaking our characters, and creating a very, you know, dark, dangerous mood for the scene. That created problems. How do you protect the camera, all these cameras, from all from the rain coming from every possible direction? The trouble also was the slippery surfaces, and we had to do martial arts on the top of shipping. What a challenge. 일단은 항만 쪽이라고 생각을 하고요. 그 왜냐하면 밤 씬에 비도 와야 되고 장소 이동도 많고 그리고 액션도 좀 많았고 해서 가장 스태프들의 노고가 많이 들어간 곳이 거기인 것 같고 그만큼 배우의 컨디션도 아마 그 조절하고 유지하기 되게 어려웠을 거라고 생각을 하고 있습니다. 날씨 컨디션이 결국에는 배우와 모든 스태프들한테 영향을 주기 때문에 가장 그 중요하게 생각했던 거는 배우의 컨디션이었고 실제로 우리가 같이 겪어봤지만 배우가 몇 번 다운돼서 촬영을 멈춘 적도 있죠. Có những đêm chúng tôi chỉ quay được khoảng 2 cảnh. Jet, Henny, thậm chí là võ sư Tuấn Hạc là phải xin cáo lui bởi vì là không thể chịu nổi.
ám ảnh cái lạnh, ám ảnh nước về sân tắm, bật chế độ nước mà chưa ấm là không dám đụng. Phải cố lên, qua lạnh vậy, cố lên. Có những lúc mà mình nhìn thấy diễn viên ở trên bối cảnh, bởi cái dầm mưa như thế mình cũng rất là thương. Nhưng mà ở khía cạnh mà người đạo diễn thì công việc vẫn phải là công việc.